Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video để thông báo cũng như là chúc mừng các bạn cái dự án POK đã trả về ví nhé. Đã dành cho những cái bạn may mắn ấy thì đã có danh sách trúng cũng như là yêu cầu mình phải claim. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn claim về ví để bán ở trên sàn PancakeSwap mọi người nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn vào cái link mình để bên dưới video, một cái link để các bạn check ví ấy. Và đây thì các bạn thấy là những cái bạn đứng đầu này thì được khoảng 8.000, 6.000. Xem nào, mấy bạn được 8.000, 1, 2, 3, 4, 5. Tức là chắc là 5 bạn đầu tiên được xếp đầu tiên. Còn 10 bạn thứ hai, đúng quá, khoảng 10 bạn. Tức là top 5, top 10, top 15 gì đấy, top 20 gì đấy nhá. Mình hình như là thuộc top 50. Thì các bạn vào đây, các bạn bọn ấn vào Ctrl F để nó ra cái này. Ra cái để mình search xem là mình có trúng hay không. Các bạn copy lấy ví nhé, dán vào đây. Đấy, các bạn thấy mà nó màu xanh như thế này này. Đấy, mình là top 5 năm hay sao ấy, thì là các bạn sẽ nhận được 1.000. Đấy, có bạn thì được 600, có bạn được 400, có bạn được 200 nhé. Đấy, 200 là khá là nhiều, là 200. Đấy, đây, những bạn được 200 thì khoảng được hơn 1 đô rồi đấy thôi. Đấy. Thì các bạn vào có cái link của mình rồi thì các bạn sẽ ấn tiếp một cái link nữa ở bên dưới là chúng ta vào trong cái web của nó để chúng ta claim. Yêu cầu là chúng ta trong ví phải có một ít nhá để làm phí. Mọi người ấn vào đây để connect đến ví. Sau đấy thì mọi người sẽ thấy là cái phần nó có cái phần claim airdrop rồi nhỉ. Đâu mất rồi. Trời ơi, hình như mình claim rồi nó không hiện nữa mọi người ơi. Nó mất mất rồi. Trời ơi, mình đã claim rồi. Lúc nãy ghi video cho mọi người nhưng mà mình đi làm ấy, xong rồi mải ghi video, mải nói video, nói xong thì có việc. Có việc là phải tắt video đi để xử lý. Khổ thế cái đấy. Mọi người thông cảm nhé, lúc đấy là ghi xong rồi đấy, nhưng mà nói chưa có hết, mới đến cái đoạn claim thôi thì là có việc là phải bỏ đi. Đấy, phải xử lý cái việc của mình đã. Lúc nào rỗi thì mình mới làm được, phải không các bạn? Thế là quay lại thì lại nó mất từ claim ở airdrop ở đây rồi. Còn bạn nào mà có ví trúng ấy thì các bạn ấn vào là connect đến ví là nó có một cái claim ở đây nhá. Thì các bạn ấn vào sau đấy ấn claim nhá. Chúng ta sẽ trả một ít phí này. Mình chỉ mất khoảng 0,02 hay 0,03 gì đấy phí thôi. Đô la phí thôi. Một ít ít đấy. Rồi chúng ta sẽ check ví của mình là nó về nhá. Đây ấn vào BEP 20. Đây mọi người, là về 1.000 ở đây. Mọi người copy lại cái contract nha. Chúng ta dán vào trong cái PancakeSwap. Ấn vào bán. Đấy, được khoảng 6 đô mọi người ạ. Trời ơi, ít quá à. Như cái mạng của mình nó bị đơ hay sao, hay là cái con PancakeSwap này dạo này nó bị đơ mọi người, cũng chưa thể hiểu được luôn ấy. Nó cứ đợi chập sình này, ấn enable cũng không xong mà không ấn cũng không xong. Ôi giời ơi, tôi chán cái sàn này ghê cái đấy. Tự dưng nó update, nó càng update nó lại càng đơ đấy. Các bạn thấy mình ấn vào đến nỗi 11 phát luôn kìa mọi người, 11 phát bây giờ nó mới hiện này. Trời ơi tôi mệt. Tôi mệt bọn này ghê cái đó. Bọn ngu này nữa. Làm tôi mệt hết hơi rồi. Có một lệnh thôi mà ấn phát nó hiện 11 lệnh luôn. Để mình chỉnh, tại vì mình muốn swap để chỉnh cho mọi người cái slip xem có được hay không. Tí lại bảo không được mọi người. Chơi còn cái gì nữa, tắt đi thôi, tôi ấy xong rồi mà, còn cho phép cái gì nữa, đã xong rồi. Ơi 0,01% vẫn bán được nhá, con này bán tốt, tức là bán rất là dễ. Có những cái dự án nó cho cái trượt slip ấy, phí ấy. Ui cao lắm, 11, 12, 13
Cái này, con này thì 0,1% thì khi mà mình bán ấy, thì mình sẽ không bị mất coin cũng như là không bị mất đô la nhiều mọi người nhé. Ví dụ 6,4 thì mình được nhận về khoảng 6,3 hoặc là 6,4, 6,41 thì mình được 6,40 thì đấy. Nói chung là nó không mất nhiều ấy. Chứ mình mà slip nhiều khoảng 12, 13 ấy, thì mình sẽ mất. Ví dụ mình có 6,4 đô la thì mình chỉ còn được khoảng 5, mấy thôi. Nó vẫn trừ ấy. Đấy. Ok, thì như thế là mình đã làm một cái video để thông báo cho mọi người cái dự án này nhá. Bạn nào mà may mắn thì các bạn cũng được hơn 1 đô thôi. Đấy, các bạn được 200, 200 mà. Đấy, khoảng 1,3 đô la. Còn bạn nào được 600 thì được 4 đô la. Đấy. Nói chung là một số bạn làm theo mình chắc chắn là cũng sẽ trúng cái dự án này. Đấy, đó là may mắn mà. Ít nhất cũng phải 200 và hơn một ít nữa là khoảng 600. Đấy, thì mình nghĩ là cái dự án này vẫn còn khả năng tăng giá đấy mọi người ạ, tại vì là nó là một cái trò chơi và bây giờ nó mới bắt đầu khởi động thôi. Tiếp theo nữa là cái round 2 nó cũng chưa trả ấy, thì tốt nhất là nếu mà các bạn chờ cho nó round 2 xem, nó trả round 2 thì mình sẽ ấy luôn nhá. Round 2 cũng kết thúc rồi hay sao nhưng chưa thấy nó cho claim ấy mọi người ạ. Đây là round 1 đấy. Ok thôi thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người check nhé. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.